gây khó người dùng vì nguy cơ vỡ kính khi tháo mở. Ngay sau khi thế hệ Galaxy Note mới được trình làng, các website nổi tiếng trên thế giới chuyên mổ bụng điện thoại đã tháo dở và khám phá nội thất bên trong thiết bị này. Trang iFixit sau khi tháo mở chiếc Galaxy Note 10 cộng và đánh giá mức điểm chỉ 3 trên 10 về độ khó khi sửa chữa, tức người dùng sẽ khó khăn để tự giải quyết việc thay pin cho máy như các dòng sản phẩm khác. Trang này cũng chỉ ra rằng, việc tháo nắp lưng không có kinh nghiệm sẽ khiến nó vỡ vụn hai mặt kính được dán một lớp keo chắc chắn vào trong khung kim loại và mặt kính này khá mỏng manh. một điểm mà iFixit cũng đưa khiến công tác sửa chữa gặp khó đó là bom mạch chủ lần này được thiết kế hai lớp, khác với các thế hệ trước. việc thiết kế bom mạch chủ hai lớp lần này nhằm mục đích chứa không gian cho viên pin được rộng rãi và dung lượng cao hơn. một kỹ thuật viên ở Việt Nam cũng vừa tháo chiếc Galaxy Note 10 và khẳng định không thể tháo chiếc máy này nếu không có kinh nghiệm từng mở một chiếc Galaxy S hoặc Note. anh này chia sẻ. Thiết bị năm nay sở hữu lớp kính mỏng và đặc biệt màn hình cong ôm sát sườn, cộng thêm keo dán rất nhiều nên nó rất khó tháo dỡ nếu không có kinh nghiệm, việc không có kiến thức tháo lớp kính mà can thiệp tháo mở máy sẽ khiến nắp lưng vỡ ngay lập tức, đặc biệt, anh lành còn cho biết, cổ màn hình của nốt mới mỏng nên kỹ thuật tách ra không kỹ càng có thể làm chết màn hình và chi phí thay màn hình không hề rẻ chút nào.